Sau khi ra mắt Seltos và Sorento thế hệ mới, Kia Việt Nam đã giới thiệu Kia Morning thế hệ thứ 3, thế hệ mới nhất của dòng xe hạng Nga này trên thế giới. Tại thị trường Việt Nam, Kia Morning mới sẽ có hai phiên bản GT-Line và X-Line mang phong cách hoàn toàn khác nhau. Phiên bản GT-Line và X-Line chính là hai phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Morning thế hệ mới. Mặc dù không khác biệt về trang bị, kích thước, nhưng hai sản phẩm này được định hình theo phong cách khác nhau nhằm hấp dẫn khách hàng hơn. Cụ thể, Morning X-Line là phiên bản đặc biệt phát triển tại thị trường châu Âu mang thiết kế thể thao, trong khi phiên bản Morning GT-Line cao cấp chính là phiên bản đang được bán tại thị trường Hàn Quốc mang thiết kế thiên hướng sang trọng. Cả hai phiên bản khác biệt chính nằm ở cản trước và cản sau, được thiết kế theo hai phong cách khác nhau, cùng cách trang trí nội thất. Ngoài ra, không có khác biệt về kích thước ở chiều dài cơ sở. Kia Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt hàng cho Kia Morning thế hệ mới tại các đại lý từ ngày 14 tháng 11 và giao xe trong tháng 12 năm 2020. Giá bán ưu đãi cho những khách hàng đầu tiên mua xe sẽ là 439 triệu đồng. Tại Việt Nam, Morning mới bản X-Line và GT-Line đều sử dụng động cơ 4 xi lanh K3, dung tích 1.25 lít hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 83 mã lực tại 6.000 vòng trên phút. Vòng mô men xoắn cực đại đạt 120 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Xe sẽ sử dụng hệ dẫn động cầu trước kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Khả năng cao, Kia Morning mới tại Việt Nam không có lựa chọn động cơ 3 xi lanh dung tích 1.0 lít tăng áp TGDI như ở quê nhà. Thông số kỹ thuật chi tiết của Kia Morning thế hệ mới vẫn chưa được Thaco tiết lộ. Xe có 8 lựa chọn màu sơn ngoại thất, nội thất 2 tông màu, đi kèm với nhiều trang bị như khởi động bằng nút bấm Start-Stop, điều hòa tự động, màn hình giải trí thiết kế dạng nổi, hệ thống an toàn với phanh ABS, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc. Kia Morning đã từng là dòng xe không có đối thủ trong phân khúc hatchback nhỏ gọn tại Việt Nam. Mẫu xe Hàn Quốc đã từng làm mưa làm gió trong phân khúc xe hạng Nga tại thị trường Việt Nam ở thời điểm nhiều năm về trước. Kia Morning thường là lựa chọn của một số người mua xe lần đầu hay có chi phí mua xe thấp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dòng xe Morning đã trở nên thức thế hơn khi Hyundai Grand i10 gia nhập phân khúc xe hạng Nga tại Việt Nam. Hyundai Grand i10 nhanh chóng hấp dẫn số đông khách hàng, đặc biệt là mua xe để chạy dịch vụ. Trong thời gian gần đây, thêm sự hiện diện của mẫu xe VinFast Fadil với nhiều ưu đãi hấp dẫn, Fadil đã nhanh chóng chiếm thị phần lớn trong phân khúc xe hạng Nga và hiện tại Fadil đang nắm giữ ngôi vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng phân khúc xe hạng Nga. Trong tháng 10 vừa qua, doanh số của Kia Morning chỉ hơn 500 xe, xếp sau và khiêm tốn hơn nhiều so với doanh số 1.500 xe của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil. Mặc dù được nâng cấp thế hệ mới, nhưng Kia Morning đang đứng trước một thử thách rất lớn nếu muốn lội ngược dòng để lấy lại vị thế dẫn đầu vốn đã mất vào tay những đối thủ khác. Hy vọng Kia Morning thế hệ mới sẽ hấp dẫn khách hàng Việt hơn khi lựa chọn mua xe hạng Nga để phục vụ gia đình và chạy dịch vụ. Các bạn nghĩ sao về Kia Morning thế hệ mới? Liệu với giá bán này và cũng như thay đổi này, Kia Morning sẽ có thể giành lại thế độc tôn của mình trong phân khúc hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Otosaigon, bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.